giữa xoài non và mẹ chồng bỗng gây chú ý. Phải Thâm Thùy Lâm mới nhận ra ý nghĩa của câu này. Cặp đôi Semesis và xoài non cũng khiến cộng đồng mạng hoang mang khi lộ nhiều bằng chứng đã đường ai nấy đi. Chuyện tình chênh lệch 13 tuổi giữa xoài non và Semesis luôn được cư dân mạng theo dõi sát sao. Trước đó, con nàng hay thực hiện vlog chia sẻ cuộc sống làm dâu hào môn của mình, khiến nhiều người không khỏi ghen tị với lối sống trong mơ. Tuy nhiên, mới đây một vlog thực hiện đầu năm 2021 của xoài non được đào lại, gây chú ý bởi một đoạn tương tác ngắn giữa cô và mẹ chồng. Mẹ có con, mẹ thấy Tết năm nay như thế nào ạ? Con dâu rồi đi vào nấu cơm. Không, như là mình phải trả lời trước, mẹ cảm thấy khi có con mẹ cảm thấy vui không? Vui! Rất là hạnh phúc. Con ngoan lắm mà. Ngoan. Con ngoan, con lỡ phép, con thương mẹ nhóc Thảo. Bao nhiêu tài sản sẽ cho con hết. Dưới đoạn clip được đào lại, phần đông cư dân mạng cho rằng mẹ chồng của xoài non ở thời điểm đấy có ẩn ý. Ngay câu đầu tiên, bà đã xác lập luôn nhiệm vụ của con dâu là nấu ăn chứ không phải quay clip, và bỗng dưng đề cập đến tài sản xác định người thừa kế khi xoài muốn được mẹ khen dâu ngoan khiến nhiều người xem lấn cấn. Có nhiều người bình luận rằng người miền Bắc nói câu này thường thâm sâu lắm, không phải là lời khen đâu. Gần đây xoài non thường xuyên để lộ biểu cảm thất thần, bơ phờ trên livestream. Cư dân mạng nhận ra Semesis cũng không hề nhấn theo dõi vợ trên mạng xã hội. Con nàng cũng được cư dân mạng soi ra đã rời khỏi biệt thự và đang sống tại một căn chung cư. Xoài non từng tâm sự rằng cô bị coi thường khi kết hôn với chồng giàu có học thức cao, trong khi bản thân chưa hoàn thành chương trình cấp 3. Mặt khác, câu chuyện treo thưởng khi xoài sinh được cháu nội cho gia đình Semesis cũng là vấn đề khá nhạy cảm khiến netizen bàn tán không ngớt.